con rắn độc lãnh đạo ngành y tỉnh Ninh Thuận. Vậy là vụ án lái xe Hoàng Văn Minh tông chết nữ sinh Hồ Hoàng Anh đã được khởi tố. Dưới áp lực khủng khiếp như sóng thần của dư luận mạng xã hội, ngày mùng 7 tháng 8, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm nếu như gọi những kẻ lợi dụng chức quyền địa vị trong ngành y để hút máu dân là những con ve chó như một phù thủy nguyễn thị kim tiến làm giàu bất chính qua việc bảo kê cho những kẻ buôn bán thuốc ung thư giả vn phạt ma và nguyễn thành long cùng đồng bọn qua việc cấp phép cho việt á sản xuất kích giả ra giá trên trời cho những bộ kiếp giỏm này để các tỉnh thành trong cả nước tiêu thụ để chia nhau hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân thì vụ bệnh viện Ninh Thuận cố tình đánh tráo mẫu máu xét nghiệm về nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh lại xứng đáng mang danh là những con rắn độc. Điều nguy hiểm là những kẻ lốt người giả dạ thú ấy lại đang lãnh đạo ngành y tế tỉnh Ninh Thuận. Toàn cảnh vụ án: sáng ngày 28 tháng 6, nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi nhận giấy báo thi đã đi đúng làng đường với tốc độ quy định, thì bị ô tô Hoàng Giang Minh vừa lái xe vừa nghe điện thoại chuyển hướng không an toàn gây tai nạn chết người. Ngày 12 tháng 7, cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ngày 13 tháng 7, công an thông báo nồng độ cồn của nạn nhân là 0,79 gram trên 100 ml máu. Kết quả này do Bệnh viện Ninh Thuận thực hiện. Ngày 26 tháng 7, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nạn nhân Hồ Hoàng Anh gửi đơn khiếu nại không đồng ý kết quả nồng độ cồn của con mình. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn và giải quyết đơn của người nhà nạn nhân. Ngày 1 tháng 8, trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận nói nồng độ cồn trong máu nạn nhân là bình thường dưới ngưỡng quy định của Bộ Y tế. Chiều ngày 1 tháng 8, trao đổi với báo chí, ông Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện Ninh Thuận nói rằng dư luận đang hiểu nhầm khi cho rằng bệnh viện thông đồng, nhẫn tâm trong kết quả xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Dư luận nói rằng bệnh viện vu khống cho em học sinh đổi trắng thay đen hoặc đánh tráo kết quả xét nghiệm là không đúng. Chúng tôi làm công tâm vì bệnh nhân. Ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận họp báo thông tin vụ tai nạn. Tại buổi họp báo, Thượng tá Hoàng Văn Sơn, Phó Công an thành phố Phan Rang thông báo: Thứ nhất, lái xe Hoàng Văn Minh vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Thứ hai, chuyển hướng ô tô không an toàn, thiếu quan sát, vi phạm luật giao thông dẫn đến tai nạn. Thứ ba, hành vi của lái xe Hoàng Văn Minh đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Còn nạn nhân đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Về phía bệnh viện Giám đốc Thái Phương Phiên thừa nhận sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn trong máu nạn nhân, dẫn đến kết quả không chính xác và công khai xin lỗi người nhà nạn nhân. Những nghi vấn từ hiện trường và mạng xã hội. Ngay khi vụ việc xảy ra, người thân của nạn nhân tiếp cận hiện trường nhưng không còn dấu vết. Nhưng rất may, trên mạng xã hội xuất hiện một clip được người nhà nạn nhân thu thập, trong đó thể hiện rõ những sai phạm của Hoàng Văn Minh như đã nói trên. Trước đó, ngày mùng 9 tháng 6, nữ sinh đi ăn liên quan lớp ngày mùng 10 tháng 6, dự tổng kết năm học. Sáng 28 tháng 6, đi lấy giấy báo thi, thì tai nạn xảy ra. Vậy mà họ tung tin giả, dàn dựng một âm mưu thâm độc để chạy tội cho kẻ vi phạm. Bằng cách lấy những hình ảnh hôm nữ sinh đi ăn liên quan, rồi du cho cháu đi hoang, đi ăn, đi chơi qua đêm. Do ăn chơi trác tán nên xảy ra tai nạn đó là hành động ngầm máu phun người, là bốc lửa bỏ tay người, là chém cây sống trồng cây chết của những kẻ tán tận lương tâm. Tại Bệnh viện Ninh Thuận, trong lúc gia đình đang hoảng loạn về nỗi đau mất con, thì họ đem biên bản mang tên Cư, quê Bình Dương, sinh năm 1972, dúi vào tay bảo gia đình ký đi, ký đi. Dư luận yêu cầu cơ quan chức năng cần làm rõ động cơ, mục đích việc cố ý làm sai lệch hồ sơ khi cung cấp thông tin nồng độ cồn của nữ sinh. Sở Y tế Ninh Thuận và Bệnh viện Ninh Thuận không trả lời được câu hỏi ai là người lấy mẫu máu nữ sinh Hoàng Anh và thực chất mẫu máu công bố 0,79 gram trên 100 ml máu là của ai. Ngoài sự mất mát và nỗi đau không gì bù đắp được của gia đình, còn cả sự mất niềm tin khi dư luận cứ phải nghe trả lời với nội dung trước sau bất nhất từ cơ quan chức năng. Hãy nghe chị Phạm Kiều Nữ, cũng là giáo viên, trả lời VTC với những bức xúc và cho rằng đây là hành động mờ ám đổi trắng thay đen trắng trợn. Đổi trắng thay đen và cố tình làm sai lệch là hồ sơ, nhưng khi bị lột mặt nạ thì xin lỗi một cách trơ trẽn. Nếu gia đình không có đơn khiếu nại thì vụ việc coi như lỗi hoàn toàn thuộc về cháu Hoàng Anh và sẽ chìm xuồng. Tuy hôm nay, khởi tố lái xe Hoàng Giang Minh, còn những kẻ cố tình đổi trắng thay đen, cố tình làm sai lệch hồ sơ thì chưa nghe nói đến. Nếu không trừng trị những loại người này, rồi đây với những đồng tiền bất chính mà chúng kiếm được là phương tiện để chúng lại tiếp tục chui sâu leo cao, thì nọc độc, độc do chúng phun ra sẽ gây họa cho biết bao nhiêu dân lành, sẽ gây họa cho cả dân tộc chứ không riêng gì tỉnh ninh thuận như hiện nay